Hãy thử tưởng tượng bạn đi vào trong một cái siêu thị và bạn cần phải chọn một cái hộp sữa. Bạn sẽ chọn giữa Vinamilk, Tetramilk, Ba Vì hay là một cái hãng sữa không tên tuổi nào đó. Thì tất nhiên, chắc chắn bạn sẽ chọn một cái hãng sữa nào đó mà bạn đã uống hoặc là đã nghe tên nhiều trên truyền thông hoặc là được bạn bè giới thiệu, chứ ít khi nào bạn chọn đại bất kỳ một cái sản phẩm không tên tuổi nào đó. Đó chính là cái ý nghĩa đầu tiên của thương hiệu, giúp cho bạn cũng như là giúp cho khách hàng của bạn nhận biết được bạn là ai và bạn có lợi ích gì. Qua đó chúng ta có thể thấy cái lý do quan trọng nhất trong việc xây dựng thương hiệu đó là giúp cho khách hàng dễ dàng phân biệt và đỡ tốn cái thời gian lựa chọn các sản phẩm. Nói cách khác, cái việc xây dựng thương hiệu là để cạnh tranh. Ngoài ra còn rất nhiều lý do khác nữa mà việc xây dựng thương hiệu sẽ đem đến cho bạn cũng như là khách hàng của bạn. Đầu tiên đó là về khách hàng, thì xây dựng thương hiệu sẽ giúp cho khách hàng đầu tiên đó dễ lựa chọn, thứ hai là yên tâm về chất lượng, thứ ba là xứng đáng với đồng tiền bỏ ra, thứ tư đó là được công nhận của xã hội. Còn đối với doanh nghiệp thì chắc chắn rồi, đầu tiên đó là sẽ giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh tốt, thứ hai là giúp cho doanh nghiệp giữ được khách hàng cũ cũng như là thị phần, tiếp nữa là giúp cho họ bán được sản phẩm với giá cao hơn, và tiếp theo đó là giúp cho khách hàng sẽ dễ bỏ qua cho thương hiệu khi mà họ có khủng hoảng. Và cuối cùng đó là khi mà thương hiệu ra được một cái sản phẩm mới thì có cơ hội được khách hàng chào đón hơn. Trên đây là rất nhiều những cái lợi ích cũng như là những lý do bạn phải xây dựng thương hiệu, và nó cũng giải thích cho cái điều tại sao thương hiệu ngày càng trở nên quan trọng trong cái kỷ nguyên 4.0 hiện nay. Nhưng còn một cái lý do quan trọng tiếp nữa và cũng là cuối cùng, đó là việc làm thương hiệu sẽ giúp cho một doanh nghiệp được định giá cao hơn. Ví dụ như vào năm 2001 thì cái thương hiệu Mario, một thương hiệu lớn về mỹ phẩm ở Ấn Độ, đã bỏ ra 60 triệu USD để mua lại 85% cổ phần của thương hiệu dầu gội nam giới X-Men đàn ông đích thực. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là thử hỏi thương hiệu Mario này đã mua gì ạ? Mua công thức, mua công xưởng, mua nhân công hay là mua nguyên vật liệu? Thì nghiên cứu chỉ ra rằng cộng gộp tất cả những cái công thức, những công xưởng, những nhân công, những nguyên vật liệu đó lại thì của cái thương hiệu X-Men thì không tới 10 triệu USD. Vậy thì cái khoản chênh lệch 50 triệu USD này mà thương hiệu Mario chi ra để sở hữu thương hiệu X-Men là do đâu? Thì câu trả lời đó chính là do thương hiệu. Tóm lại thì cái việc xây dựng thương hiệu là cực kỳ quan trọng, là một cái vấn đề nền tảng và cũng như là cốt lõi của bất cứ doanh nghiệp nào. Cái việc xây dựng thương hiệu chính là việc xây nền cho những giá trị vô giá cho thương hiệu ngay thời điểm tại cũng như là về mặt dài hạn sau này. Như một câu nói mà một chuyên gia nổi tiếng đã nói, nhà máy dù có thể cháy rụi đi nhưng chúng tôi chỉ cần giữ lại cái tên để gây dựng lại công ty, vì đó là tất cả.